Chính chủ lên tiếng lùm xùm chuyện tình cảm Trường sang Tuyết Nhung. Thầy Mạnh Quỳnh vô cùng khó xử. Phạm Tuyết Nhung, con nuôi của ca sĩ Phi Nhung, thường được mọi người yêu thương gọi bằng cái tên Nhung nhỏ. Gần đây sau màn song ca với cha nuôi Mạnh Quỳnh tại số 133 của Trung tâm Thúy Nga. Tên tuổi của Tuyết Nhung được biết đến quan tâm hơn nhiều từ người yêu nhạc trong và ngoài nước. Cái tên Nhung nhỏ cũng được xuất hiện khi Tuyết Nhung Trường Sang hóa thân thành Phi Nhung Mạnh Quỳnh trên sân khấu. Cũng từ đó cặp song ca trẻ này thu hút được một lượng người hâm mộ lớn của Phi Nhung Mạnh Quỳnh. Thậm chí họ cũng có những cử chỉ hành động tình tứ ngay cả trên sân khấu hay đời thường, rất giống cặp đôi tiền bối, khiến nhiều khán giả lớn tuổi vừa tin vừa hy vọng rằng Trường Sang Tuyết Nhung là một đôi thực sự. Tuy nhiên mới đây, Trường Sang học trò của Mạnh Quỳnh bất ngờ đăng tải những hình ảnh tình tứ và không quên bày tỏ tình cảm với nữ ca sĩ Ánh Bùi lên trang cá nhân. Hành động này đã vấp phải những luồng ý kiến trái chiều cực kỳ lớn. Với những người tin rằng Trường Sang Tuyết Nhung là một đôi, thì đây không khác gì một sự phản bội niềm tin. Còn với những khán giả nghĩ rằng những hình ảnh tình tứ của Tuyết Nhung Trường Sang trên sân khấu chỉ là bạn diễn, thì việc Trường Sang công khai tình cảm với một người khác là hoàn toàn bình thường. Chính vì thế sự việc này không có đúng hay sai, mà chỉ là cách nhìn nhận của mỗi người khác nhau mà thôi. Nhưng điều đáng nói ở đây, khi có một vài khán giả đưa ra bình luận tương đối gay gắt, thì người quản lý cũng như mẹ kế của ca sĩ Trường Sang đã đáp trả, thậm chí còn nói rằng Tuyết Nhung giờ là ca sĩ có tên tuổi nên không coi ai ra gì. Bình luận này của quản lý ca sĩ Trường Sang như thổi bùng thêm làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội. Trước lùm xùm này, Tuyết Nhung hoàn toàn không đề cập đến trong buổi phát trực tiếp mới nhất. Con nuôi của ca sĩ Phi Nhung chỉ tập trung vào trò chuyện và hát cho khán giả nghe. Đây có lẽ cũng là cách đáp trả khá thông minh để cha nuôi Mạnh Quỳnh bớt khó xử, vì dù sao Trường Sang cũng là học trò của Mạnh Quỳnh. Nếu tranh cãi kéo dài, có lẽ Mạnh Quỳnh cũng sẽ bị ảnh hưởng, cho nên Tuyết Nhung im lặng sẽ là cách tốt nhất. Về phía Ánh Bùi, ca sĩ thường xuyên sánh đôi cùng Trường Sang trong thời gian gần đây cũng chính thức lên tiếng. Ánh Bùi đăng bức ảnh cùng Trường Sang và viết nguyên văn như sau: "Mấy nay bận tối mắt, chỉ muốn có chút thời gian để ngồi xuống viết mấy dòng tâm sự này. Tớ và cậu quen nhau cũng chưa lâu để gọi là thân ơi là thân, nhưng cậu nói, giờ ngoài cậu ra, nếu tớ muốn đi chơi đâu thì chẳng biết rủ ai cả, cậu đăng hình tớ với cậu lên, cậu bị khán giả nói quá trời, tớ cũng chẳng vui xíu nào." Như mọi người cũng biết, trước kia Trường Sang và Tuyết Nhung là cặp đôi đồng hành cùng nhau, hát chung, diễn chung. Ánh rất ngưỡng mộ và yêu mến hai bạn, nhưng trong chuyện riêng của Sang và Nhung như thế nào thì Ánh không hề biết, đó là quyền riêng tư của mỗi cá nhân, còn ở bên ngoài cả Sang và Nhung đều là bạn của Ánh. Ánh chỉ mong quý khán giả hãy nhìn nhận một cách bao dung hơn, ca sĩ tụi em rất muốn được kết hợp, được học hỏi lẫn nhau, được có những hình ảnh mới gửi tới quý khán giả. Ôi thật sự đọc bình luận của khán giả mà Ánh có lúc buồn, mà cũng có lúc cười. Ngân Ánh, Phạm Tuyết Nhung, Trường Sang đều là những đứa trẻ đi lên từ khó khăn. Tới thời điểm bây giờ tụi em vẫn đang cố gắng từng ngày để có được một tương lai sáng hơn. Ánh không có giàu để Sang lái máy bay nha mọi người. Tụi em là những người bạn thân và cùng nhau cố gắng mọi người ạ. Mong quý khán giả yêu thương và ủng hộ cả ba tụi em nha. Dưới bài đăng của Ánh Bùi, có rất nhiều khán giả để lại bình luận. Nhưng đáng chú ý nhất là một chia sẻ như sau của một vị khán giả đặc biệt, người này viết: "Ủng hộ các em, ủng hộ Trường Sang nhưng không có nghĩa là ủng hộ mẹ kế của Sang. Bởi cách đối đáp cũng như xử sự với dư luận, với khán giả thiết nghĩ chị ấy cần phải nhìn nhận lại sao cho lời mình nói ra. Hành động mình làm ít nhất cũng nhận được sự đồng tình ủng hộ của một số khán giả đằng này. Đặc biệt khi nói ra lời gây ảnh hưởng không hay đến đứa trẻ đáng tuổi con cháu mình, mà nó lại đang mang danh là con nuôi của anh chị Quỳnh Nhung, người thầy của con trai mình, người nghệ sĩ mà mình đã và đang ở vị trí được coi là quản lý của họ. Không đồng cảm với mẹ kế của Sang không có nghĩa là không ủng hộ, không cổ vũ cho Sang. Nhưng không đồng tình, không chấp nhận được thái độ hay cách cư xử của một đứa trẻ nào đó. Người lớn người ta vẫn thường hay nghĩ đến người bố người mẹ của nó mà vì nể nang, tôn trọng họ mà mình không nỡ làm tổn thương nó trước mặt đông người khi bố mẹ nó vẫn còn đó, có thể nhìn thấy và nghe được những gì mình
Nói có chăng chỉ nên nói chuyện, phân xử, đối đáp giữa mình với nó, giữa mình với người là bố là mẹ nó. Kể cả mình có bị người khác sân si hiểu nhầm về mình bởi nó, thì cũng có cách đối đáp với cương vị là người lớn một cách văn minh, sâu sắc để người khác nể trọng hơn cơ mà. Thật đáng tiếc chuyện không đáng đã xảy ra, nhưng dù sao vẫn ủng hộ Trường Sang. Có ở trong hoàn cảnh câu chuyện của Sang mới hiểu cũng chẳng vui vẻ hạnh phúc gì khi chuyện không hay lại xảy ra như vậy. Chúc các em sẽ luôn sống tốt, may mắn và thành công. Gần đây, Trường Sang khiến cộng đồng mạng xôn xao khi vướng tin đồn trục lợi từ người hâm mộ. Nam ca sĩ cho biết sự việc bắt nguồn khi một fan lớn tuổi ở Mỹ chủ động liên lạc với anh. Thời điểm này, Trường Sang đã chuyển lên thành phố Hồ Chí Minh học đại học và phát triển con đường ca hát. Nam ca sĩ muốn sống tự lập nên đã quyết định chuyển ra riêng. Thông qua YouTube, người này biết nam ca sĩ trẻ gặp hoàn cảnh khó khăn nên đề nghị giúp anh thuê nhà ban đầu. Quán quân solo cùng Bolero 2021 từ chối nhưng cuối cùng đã nhận sự trợ giúp của fan. Trường Sang cho biết tất cả việc tìm nhà và ký hợp đồng đều thông qua người phụ nữ này. Thậm chí nam ca sĩ còn để người này chọn nhà vì muốn tôn trọng ý kiến người lớn. Cô ấy giúp tôi có nhà ở đã là một điều rất vui rồi và tôi không muốn lợi dụng tình thương đó. Tôi nghĩ nếu cô ấy thực sự muốn giúp tôi cũng chỉ để cô ấy giúp tôi trong vòng 1 đến 2 tháng thôi. Khi tôi đi hát, tôi có tiền, tôi sẽ tự chi trả tất cả và không nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào nữa. Tôi muốn như vậy, nam ca sĩ chia sẻ. Sau đó, giọng ca Đêm Mưa Nhớ Mẹ đột ngột mất liên lạc với fan lớn tuổi trong khoảng 1 tháng. Sau đó, anh mới biết người này bị mất điện thoại. Đáng chú ý, nội dung tin nhắn và hình ảnh của cả hai bất ngờ bị rò rỉ. Một tài khoản đã lấy thông tin này tung lên mạng với cáo buộc anh lừa tiền fan. Trường Sang kể người tố anh trên mạng vốn quen biết và có mâu thuẫn với gia đình anh từ trước. Nam ca sĩ khẳng định đó là vấn đề của người lớn nên sẽ không can thiệp, chỉ muốn tập trung sự nghiệp. Dù còn trẻ nhưng Trường Sang liên tiếp vướng nhiều lùm xùm khiến dư luận chú ý. Nam ca sĩ từng bị đồn mua giải quán quân solo cùng Bolero mùa 7 vì gia đình quen biết với Phi Nhung, giám khảo chương trình. Nam ca sĩ cho biết, thật sự tôi đã tham gia từ mùa 5 và rớt từ vòng gửi xe. Đến 2 năm sau, tôi mới quay lại thi và con đường thi của tôi không hề trơn tru. Cũng có vòng tôi suýt bị loại, để đi đến được quán quân cũng rất khó khăn. Trường Sang là học trò duy nhất của ca sĩ Mạnh Quỳnh. Trong đêm nhạc nhớ Nhung diễn ra tại quận 7, ca sĩ Mạnh Quỳnh bất ngờ tuyên bố lần đầu tiên nhận học trò. Trường Sang thừa nhận xem Mạnh Quỳnh như cha vì cả hai nói chuyện với nhau mà không hề có một chút khoảng cách nào, có thể thoải mái chia sẻ suy nghĩ với nhau. Chỉ đến gần đây Trường Sang có những chuyện không hay trong cuộc sống mới không chia sẻ câu chuyện này vì không muốn người thầy của mình lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến thầy. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã chú ý đón nghe.